mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Trong xưởng có gì, nhà tôi có đó. Hồng Tiên Sinh, hơn 50 tuổi, là thợ may, làm trong xưởng cơ giới chính phủ. Một chiều nọ, ông đi cùng với lão cư sĩ đến bái kiến sư phụ Diệu Pháp. Vừa vào cửa, ông liền cười ha hả, chắp tay vái và cung kính khom mình ba lần trước sư phụ. Ông tự tiện ngồi xuống, thoạt nhìn đã biết tính cách của ông rất sảng khoái. Cũng không đợi mời ngồi, sư phụ hỏi ông ta: "Chẳng phải vì đau lưng nên anh mới đến đây sao?" Ông có chút kinh ngạc hỏi: "Sư phụ, ngài thiệt là thần thông, con chưa nói mà ngài đã biết hết tất cả rồi." Nói xong, ông đứng dậy, vén áo chìa lưng ra: "Sư phụ coi nè, đai bảo hộ lưng của con nè." Chỉ thấy dây lưng ông mang là một vòng ruột xe chế thành, rộng chừng 15 cm. Ông ngồi xuống nói tiếp: "Con đeo ruột xe bảo vệ lưng đã gần 10 năm rồi. Bác sĩ nói là cơ lưng bị lao tổn, uống thuốc tiêm chích gì cũng vô hiệu hết á. Chỉ có thể nương vào cái thắt lưng tự chế này thôi. Nếu không có nó bảo hộ á, lưng của con khó mà nó thẳng nổi. Tất cả là do hồi trẻ con lao lực quá đó." Ngừng một lát, ông nói tiếp: "Nghe bạn con nói đó, ngài là một vị Bồ Tát sống. Ngài, xin ngài cứu con đi. Ngài phải trị lành lưng cho con. Rồi hàng ngày con sẽ thắp hương cúng lễ ngài, cho dù phải lại 100 lễ mỗi ngày con cũng làm nữa." Nói xong, ông lại chắp tay vái sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp cười cười nói: "Thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát. Thứ hai, tôi không phải thầy trị bệnh. Nếu tôi mà là Bồ Tát thì chúng ta còn có thể ngồi tại đây nói với nhau sao? Còn như tôi mà có thể trị bệnh thì tôi phải đến bệnh viện để hành nghề chẩn khám. Thực ra bệnh ông tốt hay không quyền quyết định ở nơi bản thân ông. Bởi vì tháo chuông phải do người buộc tự tháo. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn, ông làm được hay không?" "Chỉ cần bệnh con có thể lành, kêu con giữ giới gì con cũng làm hết á. Nhưng mà con không phải là trộm hay là đạo tặc gì đâu nghe." "Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn thấy bị sức ép rất nặng nề phải không?" "Dạ đúng rồi, giống như là có mấy chục ký đè nặng trên lưng của con vậy á." "Ông có lấy trong công xưởng các thứ như sắt, bản lề, đinh, ốc vít gì không? Có khi xách cả rương đem về nhà không?" Ông nghe xong ngồi ngay người ra, lát sau gật đầu nói: "Ông Hồng phân trần biện bạch, quả thật là có việc này á. Bởi con là thợ trong công xưởng, ở hiên lầu á thì trước được ngắm trăng mà. Thời buổi này á, có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng? Như vậy á mà gọi là ăn trộm hả? Trời ơi, ngay cả trưởng xưởng của tụi con á cũng lấy đồ đem về nhà kia kìa." "Đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì? Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà sao? Hay là len lén bỏ đồ vào trong cái cà mèn cơm trống, rồi mắt trước mắt sau đem ra khỏi xưởng, có phải vậy không?" Hòa thượng nghiêm nghị chất vấn. Câu hỏi này khiến ông Hồng sợ chết cứng. Ông mở to mắt nhìn sững hòa thượng, nói không ra lời. "Không chỉ như vậy, ông còn lấy kềm, tua vít, dây thép, lấy sắt thép trong xưởng về chế thành các vật dụng tư gia như ống khói, kỳ hốt rác, bếp, lò, đũa, kẹp gấp." Ông Hồng đột nhiên chất vấn sư phụ, hỏi hòa thượng làm sao mà biết được chuyện này. "Thì chính chúng đang đè trên lưng khiến ông thẳng người không nổi đó." Tôi đột nhiên cảm thấy thư phòng giống như viện thẩm vấn, hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng ban nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tang thương. Ông gắng gượng một cách đáng thương, nhỏ giọng nói:
Nhưng mà con lấy về á, không phải là cho một mình con xài đâu, cũng không có đem đi cầm hay là đi bán gì hết. Đa số là đều cho bạn bè nè, láng giềng nè. Ông cũng biết rồi đó, do công nhân lương thấp, dù sao cũng là đồ của nhà nước mà, kể cả thủ kho cũng làm vậy á. Đây á, vốn là công việc đồng tình thông cảm, nói chung là cùng hỗ trợ lẫn nhau, là chuyện bất tuyên trong công xưởng. Nhưng mà con đâu biết vậy là ăn trộm. Vừa rồi sư phụ nói á, con nghe như là sét nổ giữa trời quang, khiến tâm tư chấn động thất tỉnh luôn á. Đúng là trời cao có mắt mà, đồ công á, con lén lấy về, ngài biết hết trơn à. Hơn nữa tất cả các thứ đó giờ đều đè trên lưng con nè. Đây đúng là ác giả ác báo mà. Bao nhiêu năm nay á, con bệnh ngày càng nặng. Ồ, té ra đồ con lén lấy ngày càng nhiều tạo thành. Hôm nay con mới biết á, muốn người đừng biết, chỉ là mình đừng có làm thôi. Câu nói này thiệt là đúng ghê á. Mà con xin đảm bảo với sư phụ nha, bắt đầu từ nay trở đi á, con quyết nghiêm trì điều kiện của ngài. Không hút thuốc nè, không uống rượu nè, không ăn mặn nè, không trộm lấy tài vật của quốc gia nè. Ngày mai á, con sẽ đi thỉnh tượng Phật về thờ phụng. Con hối hận vì mình tin Phật Pháp quá trễ như vậy. Nếu không á, con đã không làm mấy điều xấu rồi. À ngài ơi, cho con hỏi cái nha, con phải tụng đọc sách Phật nào vậy? Tôi thật không ngờ ông Hồng có tâm tỉnh giác cao đến như thế. Nghe ông bày tỏ lòng ăn năn sám hối, nội tâm của tôi tràn trề pháp hỷ. Ngó bộ sư phụ cũng vui giống như vậy. Tôi nói, tôi sẽ tặng vài sách Phật cho ông đọc trước, sau đó ông có thể đi chùa thỉnh kinh sách Phật về xem. Ông cảm ơn, rồi lại hỏi, những vật trước đây con lấy trong công xưởng đem về á, nay có thể quy ra thành tiền đem trả lại được không vậy? Hòa thượng nói, ông nếu như đi trả như thế, phiền phức sẽ càng to. Hiện giờ trong tâm biết lỗi sám hối, tội như vậy cũng tiêu trừ. Nếu muốn hoàn nợ cho công xưởng, thì ông có thể lấy công chuộc tội, ráng làm nhiều việc cống hiến cho công xưởng để bù đắp. Đồng thời phải giải thích cho thân hữu hiểu để họ tránh lỗi này, để họ không còn tham chiếm tài sản quốc gia làm của riêng. Ông phải đem thân mình làm gương, giữ phẩm hạnh thanh cao trong sạch. Đây chính là biết nhận lỗi, cải hối. Đã biết thì phải thực hành, nhất định có thể đem công đức bù đắp lỗi xưa. Lúc ra về, ông Hồng trang trọng đón nhận sách Phật, cung kính nói với hòa thượng, ngài hãy đợi xem nha, nếu như con không biết hối cải á, thì rất có lỗi với ngài á. Nửa tháng sau, ông Hồng tới chỗ tôi, vào cửa liền khấu đầu trước tượng Phật giữa nhà. Sau khi đứng dậy, ông vén y phục cho tôi xem, khoe dây bảo hộ lưng không còn nữa. Ông hớn hở nói, trời, hôm bữa từ ở đây trở về nhà, con thấy bệnh mình đỡ hơn phân nửa luôn á. Những gì mà hòa thượng yêu cầu á, con đều tuân thủ làm hết luôn á. Con đã lập bàn thờ Phật nè, với lại cái tủ đựng kinh sách nè. Rồi con đã thỉnh tượng Quan Thế Âm về, sớm tối thắp hương lễ bái. Nói chung là mỗi ngày đều xem kinh Phật giảng dạy. Trời, phải nói là hay thiệt là hay luôn á. Đến nay á, thì nói chung là con à, cái tâm nó đã an rồi nè, khí hòa, bệnh cũng lành hết rồi. Những ngày tháng này á, gia đình tụi con á, mừng vui giống như là Tết vậy. Con cảm tạ hòa thượng nhiều lắm. Dạ. Tôi nghe xong, trong tâm cũng vui lây theo ông. Hồng huynh quả là buông giao đồ tể thành Phật liền là vậy đó. Ha ha ha,